Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua, đại họa lại tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 7,9 độ Richter, kèm theo mưa bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo NTD sáng nay đưa tin, trong 2 ngày, hai huyện thuộc thành phố Trang An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter, 3,72 độ Richter. Hai trận động đất vào ngày hôm qua đã khiến 4 người chết do bị đá văng trúng người và 41 người bị thương. 12.722 người được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Trang An ghi nhận 4 người thiệt mạng và 41 người bị thương do động đất tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng đã có 4 người thiệt mạng, 14 người bị thương, huyện Lô Sơn có 11 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng nay, 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Sáng qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút cho biết, huyện Lô Sơn tiếp tục xảy ra trận động đất với cường độ 3,72 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc, 102,91 độ Kinh Đông, tâm chấn sâu 18 km. Trước đó, vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, huyện Lô Sơn cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,7 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu chấn tiêu 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất ngày hôm kia, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013, hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau trận động đất. Trận động đất 6,1 độ Richter vào ngày hôm qua đã làm hư hại nhà cửa ở một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. CNN cho biết tối ngày hôm kia, văn phòng thành ủy Dạ An cho hay cả 4 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân ở huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu đất bằng phẳng để tránh động đất. Khi đó, đá trên núi không ngừng lan xuống, một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lô Sơn đã bị nứt, một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ 2 ngày nay, các chủ đề liên quan đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu đo điện lực Tứ Xuyên công bố, tính đến 9 giờ tối ngày hôm kia, 6 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Lô Sơn đã khiến một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV, một đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân đang bị mất điện sau khi trận động đất xảy ra. Tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô đã tạm ngừng hoạt động. Cảnh báo thảm họa địa chất cũng trong thời điểm này, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, huyện Lô Sơn sẽ có mưa nhiều và gió giật mạnh. Trước tác động của các trận mưa và động đất, địa phương cần chú ý đến thảm họa địa chất như sạt lở núi, sụt lún. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng, tuy nhiên vào tối ngày hôm qua, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở cộng thêm động đất sông Hằng đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên và Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Một trong những địa danh có niên đại lên đến 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới, nhưng hôm qua nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không ngớt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử đã phát ra thông báo Hồng Thủy số 3, tức là trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc.
Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết hiện mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ, khiến lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối thoại đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng với Trung Quốc thì nước này đã đi gây gổ gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Tự hỏi rằng có ai, có nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không? Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc đang gặp hoạn nạn, nhưng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp, bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong họ lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu, ủ kế đi gây hấn xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp chỉ trích các nước trong khối ASEAN, ngay lập tức chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh đã quá tham lam và vô độ khi không lo ứng cứu cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn đi nghị kế xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tính người. Phát biểu trên tờ báo Xinhua News, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ của Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai lũ lụt để giúp đỡ cho những người dân thường vô tội. Nhưng ở đây, chính quyền của ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc dân chúng, lũ về, mưa về, họ mặc kệ cả động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp, nhấn chìm toàn bộ 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta lại đi ngang nhiên xâm chiếm Biển Đông và đi gây gổ đánh nhau đẫm máu với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung tha được. Đây chính là tội ác mà chính quyền ông Tập gây ra, cho nên bây giờ trời không dung đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với cả mọi người khi đã ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Hiện tại, không một ai và không một nước nào thân thiết với chính quyền của ông Tập cả, bởi vì những điều ông ta gây ra tội lỗi cho thế giới là không thể nào mà tha thứ. Họ chỉ thương tiếc cho 1,4 tỷ người của Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, thông qua tờ báo Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo của Trung Quốc trích dẫn lời của một lãnh đạo của ngành thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày, hai trận động đất có cường độ cao lên đến 8 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu thuộc lưu lượng sông Dương Tử có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CENC cho biết, trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 8 độ Richter đã xảy ra vào rạng sáng ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Khánh Dương thuộc tỉnh Quý Châu. Vào trưa ngày hôm qua, lúc 11 giờ 11 phút, được biết hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần và mức độ của nó lên đến 40 mét, cao hơn tòa nhà 10 tầng nhấn chìm toàn bộ Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc cho khu vực du lịch khét tiếng này của Trung Quốc bởi nó đã tồn tại được 2.000 năm tuổi, nhưng hôm kia nó đã bị nhấn chìm với mực nước sâu khoảng 10 mét. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy đã khiến nhiều người quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này có tái diễn thì một số con đập nhỏ hơn, con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ. Và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nếu như nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông.
tất cả các làng mạc, các thành phố lớn và các nơi sầm uất, trung tâm kinh tế bậc nhất của Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới. Như vậy, chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện giới chức nước này đang ăn không ngon, ngủ không yên vì hiện tượng động đất, lũ quét, sóng thần, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ 26 tỉnh miền Nam của nước này. Đứng trước những thảm họa nguy hiểm đến như vậy, Trung Quốc đã tiến hành kích hoạt phản ứng chống lũ lụt đập Tam Hiệp. Con đập này ngày hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 4. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp hiện đang mở là 4 chứ không phải là 2 như những tin đồn trước đây. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 54.000 mét khối trên giây, một trong những lưu lượng nước trên thế giới chưa từng có trong lịch sử. Tỉnh Hồ Nam đã phát quần áo, đón trực thăng, dựng trại lán ở những ngọn núi cao. Trang Nhân Dân Nhật Báo vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin Trung Quốc từ tối ngày hôm qua đã cho khởi động khẩn cấp cấp độ 4, tức là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn đến mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang vào sáng qua đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp càng lúc càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa Đại Lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng trong đó họ vẫn xả thêm một cửa xả lũ của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra cho ngập lụt 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Ủy ban Chỉ huy Cứu nạn Hạn hán Lũ lụt Quốc gia Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt kép, động đất và sóng thần, thông báo cho khu vực liên quan, đồng thời cử mấy tổ công tác cứu trợ Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ thiên tai mà các địa phương này đang gặp phải. Thông tin trên cũng đã kết thúc video hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.